Hello mọi người, lại là thầy Beo U19 đây. Trời đất ơi, hôm nay tôi đi đâu mà ôm bó bông bự tổ chảng vậy nè. Mà mọi người đã nhận ra cô nàng xinh đẹp đứng bên phải thầy Beo là ai chưa nào? Để coi phải giới thiệu sao thì mới xứng tầm với lại profile của cô nàng này đây ta. Hít một hơi thật sâu nào. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn một á hậu MC kiêm người mẫu, diễn giả, huấn luyện viên, giám khảo, á hậu Hoa hậu quốc tế 2015, á khôi 1 Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014, á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ngoài ra thì cô ấy còn là một CEO, một mẹ bỉm sữa, và từ hôm nay thì cô ấy còn đảm nhiệm thêm một vai trò nữa là ca sĩ Thúy Vân. Ồ là trời, người gì đâu mà vừa xinh đẹp lại vừa đa tài như vậy nữa. Nãy giờ thì tôi đang dắt mọi người đi dạo một vòng quanh thảm đỏ lễ ra mắt MV Trái tim yêu thương của ca sĩ Thúy Vân ngày hôm qua đó mọi người. Còn bây giờ thì tôi xin được mời mọi người hãy cùng theo chân tôi đi vào rạp để theo dõi buổi họp báo nha. Lúc này là mọi người đang hồi hộp chờ đợi nhân vật chính của chúng ta xuất hiện nè. MC Quang Huy cũng đã xuất hiện và giới thiệu chương trình rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của dành cho nữ ca sĩ Thúy Vân. Xin mời Thúy Vân ạ. Mọi người trong tràng pháo tay thật lớn đối với Thúy Vân là không ạ? Dạ, bạn cô hôm nay quá xinh đẹp ạ. Đây là lúc mà Huy nghĩ rằng là Vân sẽ có đôi điều gửi đến cho tất cả mọi người. Thật sự là bây giờ Vân cũng không biết là Vân phải nói gì, tại vì tối qua là Vân gần như là Vân không ngủ luôn, tại vì mình cứ nghĩ tới cái giây phút này nó rất là đặc biệt luôn. Và ngày hôm nay là thật sự là một cái điều mà nó tuyệt vời cho Vân hơn nữa là Vân còn nhận được sự đồng hành và ủng hộ của rất nhiều các đơn vị, các đối tác của Vân, thậm chí là có những người bay từ nước ngoài về đây để mà có thể đồng hành cùng với Vân. Thank you for all the fly from Korea and all the way from here to support me. It's such a pleasure to have a chance to make my dream come true and represent what I believe in. And once again, thank you for your support. Và cuối cùng thì Vân cũng xin được một lời cảm ơn gửi đến cho gia đình. Cảm ơn anh Nhật, cảm ơn Nhật Tôn, cảm ơn ba mẹ hai bên, cảm ơn tất cả mọi người vì đã rất là ủng hộ Vân trên cái con đường này. Thật sự là mọi người nói là mọi người hãy bảo với nhau là không, thật sự là mọi người hay nói là tại sao đến bây giờ thì mới ra bài hay thì nọ. Có lẽ là bây giờ đó là cái giai đoạn mà Vân cảm thấy là Vân được tiếp thêm sức mạnh rất là nhiều để mà Vân có thể làm những cái điều mà Vân mong muốn. Và Vân cũng hy vọng là qua cái dự án này thì nó sẽ là một cái điều có thể truyền cảm hứng đến tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn nữ ngoài kia. Nhưng những gì mà Vân đã tin tưởng vào Inspire by She là dù các bạn có là ai, các bạn có như thế nào, hay là trạng thái của các bạn như thế nào, các bạn kết hôn hay là bất kỳ một cái trạng thái nào, thì nó không ngừng các bạn có thể đến gần hơn với cái ước mơ của mình, mà được trở thành bất kỳ ai mà mọi người mong muốn. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành thời gian và ủng hộ cho ước mơ của Vân trong ngày hôm nay. Tiếp đến là phần giao lưu chia sẻ của các khách mời rất đặc biệt có mặt tại buổi họp báo. Đầu tiên là TikToker Mai Bảo Vinh và sự xuất hiện của một nhân vật rất đặc biệt ở trong MV Trái tim yêu thương, TikToker Lê Thủy. Dạ, thứ nhất là em xin chào mọi người, em tên là Lê Thủy, công việc chính của em là bán quần salon, nhưng mà công việc thời gian của em là content creator. Em cảm thấy rất là vinh hạnh và cảm thấy giống như em có một vinh hạnh rất là lớn khi mà được góp mặt trong MV của chị Thúy Vân. Lúc mà chị Thúy Vân mời em cũng không ngờ được. Xong rồi, cái thứ hai là em rất là yêu thích bài hát này, bởi vì thứ nhất là bài hát này ca ngợi về thứ nhất là người phụ nữ, thứ hai là về quyền của một người phụ nữ, và em thì em cũng thích về chủ đề đó, và em mong là sau khi xem xong video thì sẽ có một cái gọi là những cái kịp đúc kết lại, những cái mà mọi người nói chung là mọi người xem video các bạn. Đây là lần đầu tiên em. Oh my god, thank you. Cảm ơn Thủy ạ, một tràng pháo tay thật lớn cho Thủy ạ. Ok. Rồi, dễ thương. Tiếp đến là phần tri ân của ca sĩ Thúy Vân dành cho tất cả những người đã cùng đồng hành và thực hiện nên MV Trái tim yêu thương. Thật tiếc khi hôm nay không có sự tham dự của siêu mẫu Vũ Thu Phương, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, đúng không nào? Cuối cùng là phần giao lưu và đặt câu hỏi với ekip. Thật sự thì khi tham dự buổi họp báo, mình mới thấy được tâm huyết của ca sĩ Thúy Vân cho dự án Trái tim yêu thương lần này. Với một ekip cực khủng từ giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu cho đến rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng của Việt Nam đã cùng đồng hành để thực hiện nên một MV cực kỳ chất lượng như thế này. Mọi người nhớ lên kênh YouTube Thúy Vân Network để cùng ủng hộ cho MV đầu tay của ca sĩ Thúy Vân, Trái tim yêu thương nha. Chúc MV Trái tim yêu thương thật thành công và chúc cho nàng hậu đa tài Phạm Hồng Thúy Vân của chúng ta sẽ còn tỏa sáng hơn nữa và tiếp tục lan tỏa nhiều năng lượng tích cực đến cộng đồng.